Hà Nội thông xe đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long. Dự lễ thông xe có các đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long có chiều dài 5,5 km, mặt cắt ngang quy hoạch rộng từ 56 đến 93 m, tổng mức đầu tư 3.113 tỷ đồng, thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 đến 2020. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông từ nội thành đi sân bay Nội Bài và liên kết các khu công nghiệp lớn của Hà Nội, kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc qua bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đi về phía Nam để vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa khu vực Bắc và Nam sông Hồng. Sau 3 năm kể từ ngày khởi công, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1. Sau lễ thông xe, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Ban Quản lý Dự án Thăng Long của Bộ Giao thông, Vận tải, nhà thầu hạng mục cầu cạn, để phối hợp thi công các hạng mục còn lại của dự án như các cầu đi bộ trên tuyến, giải phân cách giữa, đồng thời hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, phần mặt đường mở rộng cho đơn vị quản lý theo quy định. Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, dự án đầu tư mở rộng đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình cấp bách, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô. Xác định việc khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, tạo thuận lợi cho thi công dự án đường trên cao, một công trình trọng điểm quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo sát sao, lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành chức năng cũng như toàn bộ hệ thống chính trị của các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực triển khai thực hiện. Sau 3 năm thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các sở, ban, ngành của thành phố, chính quyền và nhân dân hai quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm, quá trình thi công công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, đã hoàn thành các hạng mục chủ yếu, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện thông xe giai đoạn 1 để đưa vào khai thác sử dụng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, việc hoàn thành thông xe giai đoạn 1 công trình tuyến đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn từ Mai Dịch, cầu Thăng Long có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn trên tuyến đường hiện nay. Đặc biệt là tạo điều kiện về mặt bằng để Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành tuyến cầu cạn trên cao, tiến tới hoàn thành đầu tư khép kín tuyến đường Vành Đai 3, theo quy hoạch giao thông vận tải của thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, các đơn vị thi công, các cán bộ, kỹ sư, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, lao động tích cực trên công trường để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, nhân dân trong khu vực thực hiện dự án. Để công trình phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục, hè, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định. Sở Giao thông Vận tải tổ chức tiếp nhận bàn giao hạng mục đường và tổ chức giao thông để thực hiện duy tu, duy trì đối với các hạng mục đã đầu tư đồng bộ. Riêng phần mặt đường trong hàng rào đang thi công cầu cạn, Sở Giao thông Vận tải làm việc cụ thể về tiến độ với Ban Quản lý Dự án Thăng Long,
Bộ Giao thông Vận tải để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thu hồi hàng rào để bàn giao lại cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố hoàn chỉnh các hạng mục còn lại theo thiết kế. Phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm theo dõi tình hình giao thông đi lại của khu vực sau khi thông xe để kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận lợi, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận bàn giao toàn bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hệ thống hao, tuy nè kỹ thuật đã đầu tư để thực hiện duy tu, duy trì ngay các hạng mục công trình theo quy định. Ủy ban Nhân dân các quận, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm tiếp nhận vỉa hè và tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện trồng bổ sung cây hoa, cây xanh vào các vị trí đất bồi thường còn nhỏ, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên tuyến đường Vành Đai 3, chỉnh trang tuyến phố để đảm bảo mỹ quan đô thị, không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo trên toàn tuyến. T. Quang.